Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu Sáng thứ Bảy ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ Bảy chúng ta vẫn có chương trình Tán Gẫu, tức là đề tài được mở rộng hơn. Mong rằng ngày hôm nay quý vị sẽ có những đề tài mà chúng ta cảm thấy rằng là hứng thú hơn thay vì là tập trung thời sự trong tuần. Và trước khi đi vào các đề tài, vẫn nhắc lại buổi hội ngộ ngày 30, tức là ngày mai, thứ ba, ngày mai Chủ nhật, lúc 2 giờ chiều tại Rose Center Theater, kế bên đài chiến xe Việt Mỹ. Quý vị nào đã ghi danh rồi thì nhớ tới đúng giờ, bởi vì quý vị ở trong đây chúng tôi có cái danh sách, tức là 1 giờ chúng tôi sẽ mở ra cái lobby, 1 rưỡi sẽ mở cái cửa rạp ra, và 2 giờ thì sẽ chương trình bắt đầu, và từ 5 giờ thì chương trình chúng ta chấm dứt. Do đó quý vị nào đã ghi danh thì vui lòng tới đúng giờ để chúng ta có buổi hội ngộ. Và chúng tôi sẽ live trực tiếp vào ngày mai lúc 2 giờ chiều ở trên channel của TMP. Quý vị nào mà ở xa không về kịp thì quý vị có thể xem qua livestream qua lúc 2 giờ chiều giờ California, tức là 4 giờ chiều giờ Houston, Texas. Đồng thời ngày hôm nay thì tôi được biết là công ty Teletron cùng với lại Kim Dương Foundation sẽ phối hợp để mà tổ chức một buổi lễ trao giải học bổng cho các em học sinh trong cộng đồng của chúng ta. Và nó sẽ diễn ra tại Sài Gòn Grand Theater ở tại thành phố Fountain Valley. Mỗi chi tiết, quý vị có thể liên lạc với lại công ty Teletron qua cái điện thoại 1877-892-6999, 1877-892-6999, hoặc là vào trang web teletronusa.com. Chương trình của Teletron sẽ bắt đầu từ 8 giờ rưỡi cho tới 12 giờ trưa. Quý vị nào muốn tham dự thì ghé qua Teletron ngày hôm nay tại Sài Gòn Grand Theater. Đó là cái thông báo của Phong. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta bước qua cái phần gọi là đọc comment của quý vị. Tuy nhiên trước khi bước qua đọc comment thì cho phép Phong gửi một lời chia buồn tới đại gia đình của Minter Bầu Thắng. Quý vị, ngày hôm qua tôi được biết là người chị thứ tư trong gia đình của Minter là chị Xuân Yến đã tạ thế và hưởng thọ 80 tuổi. Do đó thì ở đây Phong và Phượng Mai gửi một lời chia buồn tới gia đình của đại gia đình của đoàn Minter. Quý vị đã biết đoàn Minter, đoàn Khánh Hồng là những đoàn hồ quảng đầu tiên của miền Nam trước đây, thập niên 50. Và Xuân Yến là đứng là người thứ tư, người chị thứ tư trong gia đình, và chị vừa tạ thế cách đây một khoảng 24 tiếng đồng hồ. Và cho Phong cũng như Phượng Mai gửi một lời chia buồn tới gia đình Minter. Minter hay là Thanh Minh Thanh Nga hay là Phước Tương Phước Cường là những cái đoàn cải lương hoặc là hậu quảng đầu tiên của miền Nam ở trước đây. Và năm 1921 thì đoàn Phước Tương Phước Cường đã ra đời. Và thập niên 50 thì đoàn Minter Khánh Hồng từ đoàn hóa hát bộ chuyển qua thành là một cái đoàn ca hát hồ quảng. Và kể từ đó thì cái ngành cải lương hồ quảng nó đã hiện diện ở miền Nam Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và gửi một lời chia buồn tới gia đình của Minter. Và đó là cái lời chia buồn của Phong. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Ok. Anh nhận xét về thế nào về giới trẻ Trung Quốc hiện nay? Nhìn giới trẻ Việt Nam thì cái y chang Trung Quốc thôi. Chỉ là giới trẻ Trung Quốc nó được cái là nó hơn giới trẻ Việt Nam một chút thôi. Thì nó giống nhau hết. Không cần phải so đánh giá làm gì cho nó mệt. Cứ nhìn vào giới trẻ Việt Nam hiện nay thì sẽ biết được giới trẻ Trung Quốc nha. Việt Nam vài năm nữa có nguy cơ nhập lúa gạo không anh? Vì diện tích đồng ruộng hạn hẹp và lúa bỏ ruộng đi làm công nhân hết rồi. Ok. Lớp trẻ bỏ ruộng đi làm công nhân hết rồi. Tôi nghĩ rằng là trong vài năm nữa là Việt Nam phải nhập cảng. Bởi vì thứ nhất là cái đất để trồng lúa dần dần đang bị chết, bởi vì dùng quá nhiều hóa chất cho những cái phân hóa học đó để trồng trái cây đó thì nó sẽ chết dần chết mòn. Thứ hai là vấn đề mà hút cát ở miền Nam Việt Nam, rồi tình trạng mà xả các cái đập thủy điện ở dọc dòng sông Mekong đó, nó sẽ giết chết luôn cái phù sa ở miền Nam. Mà phù sa mà mất đi coi như là lúa khó trồng luôn. Do đó thì trong vài năm nữa, từ một cái
đất nước mà có thế mạnh về nông nghiệp, Việt Nam sẽ phải là cái quốc gia nhập cảng nông sản nhiều nhất ở khu vực. Tôi nghĩ là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Chán trò hề của chuyến bay giải cứu quán phở mơ thì trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm qua, tôi cũng đã nói tới quý vị về cái tiền của những người nạn nhân trong chuyến bay giải cứu sẽ được giải quyết như thế nào, và họ đang ảo tưởng là sẽ được trả lại tiền, nhưng mà cuối cùng thì không có một đồng nào hết. Ngược lại thì đám quan chức sẽ lợi dụng cái này ép các công ty trả tiền, và rồi thì các công ty lại phải ói tiền ra và quan chức nó lại đớp thêm một lần nữa. Đó là cái cách của cộng sản làm nha. Rồi tiếp tục, ở Việt Nam Đà Lạt ngập, Phú Quốc bị lụt, quốc lộ Phan Thiết ngập lụt, cộng sản quản lý là vậy, bởi vì nó xây dựng vô tội vạ. Nó xây dựng vô tội vạ, do đó mỗi một cái dự án vậy thì các quan chức bỏ tiền vào túi rất là nhiều. Chính vì vậy mà nó cấp giấy phép vô tội vạ, và sự xây dựng này nó làm cho có nhiều lỗ trũng không giải quyết được. Cho nên cái chuyện ngập lụt là cái chuyện nó đã xảy ra rất là bình thường trong 10 năm trở lại đây rồi, chứ không phải bây giờ nha. Rồi chị ruột của chú Tòng, dạ, chị Tư Xuân Yến, chị thứ tư, Thanh Tòng là thứ năm, thì Xuân Yến là thứ tư, còn Thanh Tòng là thứ năm, rồi một số người sau đó nữa. Thì quý vị, đây là một trong những, bây giờ còn chị Sáu Thanh Loan là vợ của nghệ sĩ Trường Sơn, thì là mẹ của Tú Sương đó, thì vẫn còn, và hy vọng rằng là gìn giữ sức khỏe nha. Rồi, Phong nghĩ sao khi Biden muốn bỏ rơi Saudi Arabia và kết nối băng giao lại với Iran? Thật sự quý vị, Joe Biden bị áp lực bởi cái lực lượng cực tả bên đây gồm hai phần. Thứ nhất là cái đám, tôi gọi là một cái nhóm môi trường, nó áp lực Joe Biden. Và thứ hai là tờ Washington Post. Đây là hai cái nhóm mà nó áp lực Joe Biden phải giữ khoảng cách, và gần như là nó muốn ép Joe Biden là cắt bỏ mối quan hệ với Saudi Arabia luôn. Nhưng mà Saudi Arabia là quốc gia có thế lực nhất trong khối Ả Rập, coi như họ là bán lãnh đạo của khối Ả Rập luôn. Do đó Joe Biden không dám hó hé, và vừa rồi thì phải gửi Jake Sullivan tới để tìm cách nối kết bang giao giữa Saudi Arabia và Do Thái. Thì quý vị, bởi vì Saudi Arabia là tiếng nói mạnh mẽ nhất trong khối Ả Rập, mà khối Ả Rập xưa nay hầu như là đồng minh của Hoa Kỳ rất nhiều. Nếu mà mất đi Saudi Arabia, coi như là Hoa Kỳ mất hẳn thế lực ở trên thế giới. Thì quý vị, nhưng mà cái nhóm mà Washington Post vì muốn trả đũa cho cái chết của Khashoggi, một nhà báo gốc Saudi đó, thì họ muốn là Joe Biden phải cắt bỏ các mối quan hệ. Thứ hai là cái nhóm hoạt động cho môi trường, nó muốn chặn đứng, tại vì Saudi Arabia là quốc gia, một trong những quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất trên thế giới. Và quốc gia này cũng là quốc gia mà nó nói rằng là đưa ra cái khí carbon với lại cái khí mê tan nhiều nhất nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết có làm cho thế giới hỗn loạn hơn không anh? Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết đáng lý là một điều tốt, nhưng đáng tiếc là lúc đó là sự trỗi dậy của nhóm cực tả tại Âu Châu. Và chính vì nó lợi dụng cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, nó nhảy lên thống trị cả thế giới. Và chính cái đám này mới làm cho phía của thế giới hỗn loạn hơn. Chính những kẻ này làm cho thế giới hỗn loạn hơn. Là nhóm cực tả, nó xuất phát từ Âu Châu, bây giờ nó trở thành một cái thế lực rất mạnh tại Mỹ nha. Rồi tiếp tục, ok. Wow, lướt qua một số những cái... đọc rồi nha, ok. Hôm nay các quý vị vào khá nhiều đó, ok. Con làm trong dự án xây dựng nên phần nào cũng biết được hiện lấy cát dưới dòng sông cạn kiệt rồi. Thì tôi đã nói quý vị, tình trạng hút cát, rồi tình trạng gọi là khai thác vô tội vạ từ những cái đất nông nghiệp trở thành đất thổ cư, rồi trở thành đất kỹ nghệ hay là đất thương mại, nó đã khiến cho cái môi trường của Việt Nam bị thay đổi. Và chính những cái sự gọi là khai thác một cách vô tội vạ này, nó dẫn tới một cái hậu quả tệ hại về môi trường. Và do đó lục lội thứ nhất, thứ hai là cái nguồn phù sa chết dần, bởi vì những cái hóa chất nằm trong lòng đất nó sẽ giết dần, giết mòn tất cả những cái phù sa của miền Nam. Thì đây là cái hậu quả mà cái kẻ cai trị nó không biết cách cai trị đất nước. Và nó cai trị theo cái kiểu mà tới đâu hay tới đó. Và chính điều này nó mới dẫn tới cái hậu quả tai hại của cả một miền Nam Việt Nam nha. Rồi,
Ấn Độ đông dân nhất thế giới không xuất khẩu gạo có phải bảo thủ sắp có biến cố nên chính phủ Ấn Độ bảo thủ cho dân? No, tại vì tình trạng thiếu lương thực nó xuất hiện 2-3 năm nay kể từ khi chấm dứt đại dịch. Do đó thì đây là cái hậu quả của đại dịch và nó khiến cho thế giới bị thiếu nguồn lương thực. Và chính vì thiếu nguồn lương thực này, Ấn Độ là cái quốc gia đông dân nhất thế giới, họ phải trữ lại cái nguồn lương thực cho chính họ. Chính vì vậy họ cấm xuất cảng gạo. Và không những gạo, thời gian tới họ còn sẽ cấm một số những mặt hàng nông sản khác nữa, là bởi vì họ phải bảo đảm cái an toàn lương thực cho chính họ. Chính điều này mà mỗi nhiều quốc gia, quý vị, họ đã bắt đầu đi vào cái cách gọi là không có coi cái tiền và phát triển kinh tế quan trọng. Quan trọng nhất là cái người dân họ phải có đủ lương thực. Thì hiện nay gần như là những quốc gia mà có cái mức xuất cảng đứng đầu thế giới đều giới hạn xuất cảng hết. Ngoại trừ những cái quốc gia mà họ phải xuất cảng cho những quốc gia mà nghèo khó đang phát triển cần cái lương thực, đặc biệt là ở Phi Châu và Trung Đông, thì họ mới có cái môn bài đặc biệt thôi. Còn không thôi là họ không có vì cái lợi nhuận của đồng tiền mà họ làm cho họ bị nguy hiểm nha. Rồi tiếp tục, ok. Ok. Trường Harvard, Stanford, Oxford dạy theo khuynh hướng cánh tả, cánh hữu. Tất cả đều là theo khuynh hướng cấp tiến hết. Tôi không gọi tả hữu nữa, mà họ theo khuynh hướng cấp tiến. Và chính cái khuynh hướng cấp tiến này, nó đã dẫn tới một cái hậu quả bây giờ. Tại vì quý vị, những trường đại học, hầu hết những trường đại học được xem là danh tiếng nhất thế giới, từ Harvard, Oxford, Stanford, Berkeley cho tới Columbia hay là Georgetown, Yale. Những trường này hầu hết là những trường cấp tiến. Do đó quý vị, họ truyền bá những cái tư tưởng cấp tiến vào trong cái trường học. Chính điều này nó dẫn tới một cái hậu quả là cái chủ nghĩa cấp tiến và cực tả nó lan rộng tại Hoa Kỳ nha. Rồi tiếp tục. Người dân Mỹ đế có thói quen tiết kiệm tiền bạc như dân Á Châu không? Tôi cũng không biết là họ có thói quen này hay không, nhưng mà trên quy tắc thì cái thói quen của họ nó chi tiết hơn người Á Châu. Có điều là khi mà họ bắt đầu có thì họ xài tiền còn hơn cả người Á Châu nữa. Ví dụ là tôi nói quý vị nghe, ví dụ như là hai vợ chồng vừa có con thì họ sẽ lập ra một cái quỹ tiết kiệm cho con của họ để mai này con của họ vào đại học, thì đây là cái cách để dành tiền. Nhưng ngược lại thì trong đời sống của họ thì họ sẵn sàng xài tiền rất thoải mái, nhất là những cái mùa vacation, tức là mùa nghỉ lễ đó. Họ làm cả một năm cực khổ, họ có được 2-3 tuần vacation thì họ xài tiền rất thoải mái. Họ xài tiền hết cái phần đó luôn. Tức là họ có thể chi tiền rất là thoải mái để mà họ có được 2-3 tuần cuộc sống nó thoải mái hưởng thụ đó. Thì do đó, quý vị hỏi tôi là có tiết kiệm hay không thì tôi không biết trả lời làm sao. Tại vì người Mỹ có những cái kế hoạch cho con cái. Từ lúc bé họ đã lập ra những cái quỹ dành cho con của họ lên đại học rồi. Đó là cái thói quen của người Mỹ. Nhưng ngược lại chính bản thân của họ khi mà xài tiền cho chính bản thân họ cho những cái mùa nghỉ lễ đó thì họ xài rất thoải mái và họ không có tiết kiệm. Ví dụ quý vị họ đi vào chợ, quý vị thối cho họ thiếu một sen thôi, họ sẵn sàng đứng cãi lộn với quý vị cả tiếng đồng hồ. Nhưng khi họ đi vào những khu shopping lớn, tức là những cái khu mà đồ hiệu đó, thì họ lại không tiết kiệm, giá bao nhiêu cũng mua, họ không có thắc mắc. Nhưng khi đi vào ngôi chợ thì họ sẵn sàng vì một sen thôi họ cãi lộn với quý vị cả tiếng đồng hồ. Thì đó đó là cái cá tánh của người Mỹ là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Cái chết đầu bếp của Obama có nhiều nghi vấn phải không anh? Theo tôi biết thì có nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ xác của ổng được phát hiện ở dưới cái hồ nước thì bây giờ mình cũng chả biết là chuyện gì xảy ra nữa. Thì cho tới giờ phút này báo chí nó cũng chả nói nhiều, nó chỉ đăng tin thôi, chứ nó cũng chả có đề cập tới. Do đó chúng ta cũng không biết nhiều thông tin nha. Và cái khu vực đó lại là cái khu vực gần như là hầu hết là nhóm dân chủ đều là ở đó. Đó là cái khu giàu có. Đó là cái khu giàu có lắm. Do đó thì chúng họ đóng hết tin tức lại cho nên chúng ta cũng không biết được nhiều. Ok. Rồi tiếp tiếp. Wow, lướt qua một cái phong trào hippie thập niên 60 bùng nổ để chống chiến tranh Việt Nam đúng không chú? Có thể, tại vì lúc đó là cái phong trào đó nó bắt nguồn từ bên Mỹ. Cái phong trào đó nó bắt nguồn từ bên Mỹ, tức là bên Mỹ thời điểm đó nó có cái phong trào tranh đấu cho dân quyền và cùng lực một lượt thì cuộc chiến Việt Nam xảy ra. Thì cái đám chết nhát bên Mỹ nó tạo ra phong trào phản chiến để nó khỏi tham chiến, để nó khỏi đi lính.
thì cái phong trào đó nó lan rộng ở nhiều nơi và tới Việt Nam. Thì lúc đó những thanh niên Việt Nam tham gia cái phong trào nó gọi là phong trào hippie đó, để mà tham gia cái phong trào phản chiến chung với lại cái phong trào bên Mỹ ở miền Nam Việt Nam, thì nó dẫn tới một cái hậu quả thì quý vị thấy ngày hôm nay rồi nha. Thì nó bắt nguồn từ cái đám gọi là chết nhát ở Mỹ, cái đám không dám đi lính, nó tạo ra phong trào phản chiến và nó xây dựng cái thế lực khuynh tả ở tại Mỹ nha. Rồi tiếp tục, Joe Biden thấy con mình trốn thuế dễ dàng quá nên thuê nhân viên tìm ra người trốn thuế. No, bây giờ thì tôi đang nói với quý vị là Joe Biden gần như là opposite hết. Những gì ông ta đưa ra thì gia đình của ông ta đều làm hết. Ông ta đòi tăng thuế tất cả những người trên 400.000 Mỹ kim. Ông ta đòi thu thêm tiền thuế, nhưng con trai của ông ta là kẻ trốn thuế. Quý vị, trên 400.000 Mỹ kim, trong khi con trai của ông ta 2 năm 17 và 18 là 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi Mỹ kim mà trốn thuế. Trong khi đó ông ta đi rượt thuế những người trên 400.000, ông ta mướn 87.000 nhân viên sở thuế để đi rượt thuế người đóng thuế. Trong khi con trai của ông ta lại là người trốn thuế. Rồi quý vị, chính phủ Hoa Kỳ mấy chục năm nay các đời tổng thống đều chi ra hàng tỷ Mỹ kim để chống lại tình trạng mà buôn ma túy. Thì bây giờ quý vị, bạch phiến lại xuất hiện trong tòa Bạch Ốc. Rồi chính ông ta và đám dân chủ, tức là những kẻ bên theo đảng dân chủ và những kẻ cấp tiến đó, thì muốn giới hạn quyền tự do súng đạn của người dân, tức là tu chính án số 2, đặt ra đủ thứ luật lệ và quy tắc để mà làm khó những người mua súng. Thì chính con trai của ông ta lại là kẻ vi phạm luật lệ do chính ông ta và những kẻ của đảng dân chủ tìm cách kiềm chế người Mỹ trong cái tu chính án số 2. Tại vì luật mà có tiền án rồi có hồ sơ về ma túy là không được mua súng, do chính ông ta và những thành viên của đảng dân chủ bỏ phiếu mà và ban hành luật mà. Bây giờ chính con trai của ông ta lại vi phạm hết luôn. Thì tôi đã nói với quý vị, chúng ta nhìn rất rõ ràng những gì họ đang làm. Thì quý vị thấy rồi, đây tôi gọi là gì quý vị? Karma, quả báo. Những gì ông ta áp đặt vô người dân thì con trai của ông ta làm hết. Con trai của ông ta. Rồi quý vị, chưa kể những cái trụy lạc khác của con trai ông ta nữa nha. Rồi tiếp tục. Ok, Vương Nghị thay Tần Cương có làm thay đổi kế hoạch của họ Tập hay không? Cho tới giờ phút này tôi nói thật quý vị, tình hình rối rắm ở Trung Quốc, chính những chuyên gia chuyên về Trung Quốc họ cũng đang thắc mắc, chứ đừng nói tới tôi. Tức là những người mà chuyên expert về phía của Trung Quốc đó, nội tình của Trung Quốc đó, họ cũng hơi bị lùng bùng. Họ cũng không ngờ là Tần Cương bị mất chức một cách đột ngột như vậy. Và họ cũng không biết chuyện gì xảy ra trong nội tình của Trung Quốc. Do đó bây giờ quý vị hỏi tôi, thì thật sự chính các chuyên gia họ cũng chưa biết là tình hình nội bộ của Trung Quốc đang đấu tranh gay gắt tới mức độ nào. Bây giờ mình chỉ cần thêm một thời gian nữa để mình quan sát thêm, thì lúc đó mới có được những cái phỏng đoán, mới có được những cái phân tích nó chính xác hơn nha. Wow. Vụ lúa gạo giảm sản lượng, tôi đã nhìn ra cách đây năm 2000 từ việc chặn đập của tụi nó nhập khẩu gạo thiên nhiên, tôi cũng đã bó bó chiếu với tụi nó luôn. Thật sự quý vị, từ năm 2000 rồi là Liên Hiệp Quốc đã báo cáo về tình trạng thiếu lương thực, và cứ mỗi năm thì giá cả lương thực đều tăng. Nó đã bắt nguồn từ sau khi mà Bill Clinton hết nhiệm kỳ, thì bắt đầu từ năm 1999 thì đúng hơn, chứ không phải 2000, là mỗi một năm báo cáo của Liên Hiệp Quốc đều cho thấy rằng là tình trạng thiếu lương thực đã có cho tới bây giờ. Thì quý vị, vấn đề ở chỗ là mình phải biết cái thế mạnh của mình và biết cân nhắc lúc nào là mình cần thiết. Việt Nam là một quốc gia nông hải sản, đáng lý ra nếu đầu tư đầy đủ thì bây giờ có xuất cảng nhiều đi nữa tôi cũng không có nói gì cả, tại vì mình tập trung vào cái nền kinh tế chủ lực là nông hải sản. Nhưng khổ một cái thì cộng sản lại không biết cân nhắc và cứ thúc đẩy cái nền kinh tế chạy theo những cái phù du, tức là không đủ khả năng từ công nghiệp cho tới kỹ thuật. Rồi bây giờ nó làm cho cái tình hình kinh tế Việt Nam không còn cái xương sống. Ngược lại thì cái việc mà buôn bán nhà địa ốc ở Việt Nam nó trở thành một cái mối lợi cho các đại gia và các đảng viên. Rồi nó khai thác vô tội vạ luôn. Do đó, từ một quốc gia có cái thế mạnh về nông nghiệp, bây giờ sắp sửa trở thành một quốc gia nhập cảng về nông nghiệp. Thì quý vị, đó là cái cách gọi là tôi nói là cái thiếu trình độ,
không đủ khả năng của những kẻ cai trị. Thì quý vị, do đó bây giờ mà đi xuất cảng gạo là tôi cho rằng là một cái điều ngu dốt nhất. Một cái điều ngu dốt nhất là tăng cường xuất cảng gạo. Là bởi vì chính người dân sẽ bị thiếu an toàn lương thực. Nếu mà 20 năm trước tập trung vào cái nền kinh tế nông nghiệp thì mình có thể xuất cảng được. Và mình giữ được cái mức quân bình giữa cái an toàn lương thực trong nước và cái xuất cảng ra bên ngoài. Còn bây giờ nó tập trung nó đi kiếm tiền. Nó bất kể cái việc mà gọi là thiếu an toàn về lương thực. Nó sẵn sàng xuất cảng hết tất cả mọi thứ. Cái đó tôi gọi là cái ngu dốt về chính trị là như vậy đó. Nha. Rồi tiếp tục. Wow. Lướt qua một cái. Anh Phong nghĩ thế nào về thể loại rap kết hợp với cải lương mà nghệ sĩ Bạch Tuyết hát? Em thấy chẳng ra gì cả. Cảm ơn anh. Quý vị, ai cũng thấy rõ cái cải lương nó đang nằm ở cái mức gọi là bên bờ vực thẳm. Và chính tôi cũng đã làm một cuốn phim về cái tình trạng của cái bộ môn văn hóa của dân tộc. Thì quý vị, cái điều này đầu tiên hết tôi quy trách nhiệm cho những kẻ cai trị. Những kẻ cai trị đã cố tình xóa bỏ dần cái văn hóa của miền Nam, khiến cho ngành cải lương đi tới bờ vực để phá sản. Coi như là sắp sửa phải đóng lại cái chapter này rồi. Nó đã có tồn tại trên 100 năm tại Việt Nam rồi. Thì quý vị, cái điều này là cái điều đáng buồn nhất. Nhưng để cứu cải lương thì nó cần cái nỗ lực về chuyên môn nhiều hơn, chứ không phải là những cái sáng kiến được, những cái ý tưởng đưa ra cứ nghĩ rằng là bám vào rap. Bà Bạch Tuyết, bà nghĩ rằng bây giờ cái phong trào rapper đang là thống trị tại Việt Nam sau cái thời gian của Bolero, tức là sau cái thời gian mà nhờ dòng nhạc Bolero thống trị, thì bây giờ giới trẻ Việt Nam nhảy qua nhạc rap nhiều hơn. Thì bây giờ bà thấy nhạc rap đang có cái trend lớn, tức là đang có một cái sức hút nhiều. Bà ta nghĩ ra cái kiểu gọi là phối hợp rap với cải lương là một cái điều không thể chấp nhận được. Đó là một cái sáng kiến tôi cho là tầm bậy tầm bạ. Tầm bậy tầm bạ là gì? Thứ nhất, cải lương, tôi nói thẳng luôn, lý do, một trong những lý do lớn nhất là tôi quy trách nhiệm cho kẻ cai trị. Nó cố tình vì che đậy cái tội ác của nó, nên nó không muốn giới trẻ biết về cái quá khứ của miền Nam Việt Nam. Do đó, nó đẩy tất cả những cái chính sách từ ngôn ngữ cho tới văn hóa để nó xóa dần cái văn hóa của miền Nam Việt Nam, khiến cho ngành cải lương đứng bên bờ vực thẳm. Đó là cái lý do lớn nhất. Lý do thứ hai là ngành cải lương nó thiếu một cái phần sáng tạo. Sáng tạo đó là sáng tạo kịch bản và những cái tuồng tích cho ngành cải lương, tức là do cái hệ thống kiểm duyệt của Cộng sản, nó làm cho tất cả cái thế hệ sau này không có sáng tạo được những cái kịch bản mới dựa trên cái nền lịch sử của Việt Nam. Và nó chỉ diễn lại những cái tuồng tích cũ. Do đó quý vị, nó đã đi vào sự bế tắc. Và thứ ba là cái hệ thống đào tạo của cái ngành giải trí nó không có. Trên nguyên tắc là nó có, nhưng mà cuối cùng á quý vị, thì 40% nó lại tuyên truyền cho cái chế độ cai trị nhiều hơn. Do đó nó không có một cái sự nối kết giữa cái thế hệ tiền bối và cái thế hệ kế tiếp. Và cái thước đo nào để làm cho người ta thấy là cái nét diễn nó đẹp, cái giọng hát hay, hoặc là một cái vũ đạo đẹp. Nó cứ thấy người ta múa rồi nó bắt chước, mà nó không hiểu được những cái động tác đó như thế nào. Rồi nó cũng không có nhận định được cái giọng hát nào là giọng hát ngọt ngào. Ngọt ngào tức là phát âm tròn chữ, không có bẻ 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 này. Miễn cái mặt nó đẹp lắm thì cứ thấy nó hát vậy, mà cái giọng nó bẹt 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 vậy đó, mà cứ khen nó hát hay, là bởi vì chính cái lỗ tai bị hư rồi. Cộng sản nó không có cái chính sách gì hết cả, và cái thế hệ sau này không có cái lỗ tai nghe để phân biệt được cái giọng hát nào ngọt ngào, phát âm ra sao. Và cứ nghe thấy cái mặt nó, con bé đó đẹp là khen con bé đó hát hay, mà không nghe được cái giọng của nó phát âm có tròn chữ chưa, và cái âm điệu có ngọt ngào hay không, và cái đánh giá ngọt ngào như thế nào là ngọt ngào. Coi như nó không có khái niệm gì cả. Chính vì vậy mà cái ngành cải lương bây giờ chết. Bây giờ ra nối với lại rapper thì cái đó là tôi nói là cái ý tưởng khùng điên. Tôi gọi là cái ý tưởng khùng điên. Tại vì cái ngành rap, cái nhạc rap nó hoàn toàn nó khác biệt. Nó khác biệt, nó không có thể phối hợp được. Nhưng chẳng qua là Bạch Tuyết đu theo cái trend,
của nhạc rap. Bây giờ ở Việt Nam mười mấy triệu đứa nó thích nhạc rap. Thì bà ta nghĩ rằng ô dùng cái trend này để dùng này để cái lưng tiếp cận. No. Giới trẻ nó còn chửi với đầu quả nữa. Tại vì hai cái bộ môn hoàn toàn khác nhau. Nhạc rap là nó giống như cái bước nhảy. Nó nói lên cái dục vọng con người. Trong khi cải lương, gốc của họ thuần túy là đầu tiên hết là một câu chuyện kể về lịch sử. Một câu chuyện kể về lịch sử của dân tộc. Và thứ hai là phản ánh một phần nào cái xã hội đang sống. Đó là cái bản chất thật sự của cải lương. Bây giờ đi rap với một cái mà nó gọi là bày tỏ cái dục vọng con người. Nó hoàn toàn khác biệt, cho nên nó không thể nào đi chung với nhau được. Đó là cái ý tưởng khùng điên, cho nên bả lên đó, bả làm cái trò đó, chúng chửi nhiều hơn. Do đó quý vị, nhiều khi tôi không muốn nói, nhưng mà phải nói ra là bởi vì cái khẩu vị và cái đo mức đo về nghệ thuật ở Việt Nam không có. Ở Việt Nam không có, ngày xưa có. Ngày xưa đó quý vị, mỗi một đàn có cả chục đoàn cải lương, nhưng họ có cái thước đo riêng. Và họ có cái tiêu chuẩn riêng dành cho từng cái trường phái. Ví dụ, ngày xưa mà nói tới diễn, hát, người ta nói Thanh Minh Thanh Nga. Là bởi vì cái giọng hát của Ngọc Dào nó ngọt ngào, những cái giọng hát của đoàn Thanh Minh Thanh Nga ngọt ngào và họ diễn xuất rất là chậm rãi, từ tốn. Ngược lại, biểu diễn cái giọng ca về mặt kỹ thuật thì là đoàn Kim Trung là chuyên môn khai thác về giọng ca. Quý vị thấy là Lệ Thủy, Minh Dương, những người này hay là Minh Phụng. Là những người bên cái trường phái của Kim Trung. Tức là họ tập trung vào biểu diễn cái giọng hát Thanh Tuấn này nọ đó. Rồi á, nếu mà dùng những cái động tác thì có ngành hầu quản hoặc là đoàn Kim Trưởng. Đoàn Kim Trưởng là chuyên khai thác những cái câu chuyện kiếm hiệp hay là những câu chuyện của Nhật. Họ đeo dây, họ bay trên sân khấu. Họ biểu diễn những cái đó giống như xiếc gì vậy đó. Thì cái đó là sở trường của đoàn Kim Trưởng. Hay là những cái đoàn hầu quản, họ sử dụng những cái động tác vũ đạo, những cái diễn xuất, những cái ngoại hình để họ tạo hình nhân vật. Thì ngày xưa nó đâu ra đó lắm. Người ta nhìn vô một cái là người ta biết ngay là cái trường phái của đoàn nào. Còn bây giờ nó lộn xộn hết trơn. Bây giờ nó lộn xộn hết trơn, không ai biết được và cũng không ai. Nhiều khi bây giờ chính khán giả Việt Nam còn không phân biệt được cải lương nó khác, ca đờn tài tử nó khác, rồi cải lương hồ bản nó khác. Họ còn không phân biệt được. Cứ thấy mặc đồ cổ trang lên là cứ họ cứ gọi đó là cải lương. No. Nó có phân biệt rất rõ ràng từ cái ngành hát bộ, ca đờn tài tử, cải lương diễn tuồng đó, rồi tới cải lương hồng quảng. Nó có phân biệt đầy đủ hết. Nhưng bây giờ quý vị thấy nó trộn thành một mớ bồng bông. Cứ nghe một câu giọng cổ là nó là cải lương. Đó là cái sự gọi là tôi nói là cái chết của miền Nam Việt Nam là do cái chế độ cai trị. Nó không có đủ khả năng. Trong khi đó quý vị bước qua những quốc gia khác, từ cái quần áo kimono của Nhật Bản cho tới cái trống của Hàn Quốc hay là kinh kịch Bắc Kinh, nó trở thành những cái điểm hút du khách thế giới tới. Trong khi những cái bộ môn rất đẹp của miền Nam Việt Nam thì bị giết dần giết mòn. Thậm chí ngay cả giới trẻ trong Việt Nam bây giờ cũng không muốn đi coi cải lương nữa, đừng nói du khách bên ngoài. Trong khi đó quý vị, người ta tới Tây Kinh ở Nhật Bản, người ta vẫn muốn mặc bộ đồ kimono. Người ta tới Hàn Quốc, người ta vẫn muốn đi thưởng thức những cái đội trống nổi tiếng của Hàn Quốc. Hay là người ta tới Trung Quốc, người ta vẫn muốn coi kinh kịch Bắc Kinh, tức là Beijing Opera đó. Họ vẫn còn biết giữ được cái bản sắc của cái bộ môn và giữ được cái đó trở thành một cái hút khách để thu hút khách du lịch ở khắp nơi về. Còn Cộng sản Việt Nam nó cai trị kiểu gì mà bây giờ cải lương đứng bên bờ vực thẳm sắp sửa phải chấm dứt rồi. Do đó cái sự phối hợp của bà Bạch Tuyết mà đu theo cái trend của rapper tôi cho là một ý tưởng rất bậy bạ nha. Rồi tiếp tục. Thảm sát mậu thân ở Huế có liên quan tới Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, liệu có sự chỉ đạo của Hà Nội thời điểm đó không anh? Lúc đó thì tôi nói thẳng quý vị là khu vực đó là cái khu vực vùng màu xám. Tức là có rất nhiều những kẻ hoạt động cho Cộng sản Bắc Việt. Thì Hoàng Phủ, anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân là những công cụ đắc lực nhất của Cộng sản để lôi kéo những trí thức của miền Nam đi theo Cộng sản ở ngoài Huế.
Và những ai mà không đi á, không đi theo đó, thì nó tìm đủ mọi cách để nó triệt hạ. Và cái cuộc mà tấn công Mậu Thân năm 1968, nó lợi dụng cái biến cố đó là nó thảm sát rất nhiều những người nhân sĩ của miền Nam mà không có theo họ đi theo Cộng sản. Thì quý vị, cái biến cố này nó là câu chuyện phức tạp nha. Rồi tiếp tục. Wow. Anh nghĩ cảm nhận thế nào về âm nhạc miền Nam Việt Nam canh tân 60 theo hướng nhạc rock? Thời điểm đó thật sự quý vị, nó chạy theo cái phong trào của thế giới và của Hoa Kỳ. Thời điểm đó Hoa Kỳ có những cái cơn sóng về âm nhạc. Thời điểm đó là thời điểm lừng lẫy nhất của Elvis Presley. Rồi sau cái giai đoạn của Elvis Presley thì lại tới cái giai đoạn của Tom Jones. Rồi sau cái giai đoạn của Tom Jones lại tới cái giai đoạn của The Beatles. Thì quý vị, ở Mỹ này nó dẫn gần như là cái quốc gia dẫn đạo về âm nhạc thế giới. Cả thế giới chạy theo cái sóng của Mỹ, thì lúc đó miền Nam Việt Nam cũng vậy. Thì họ đẻ ra cái phong trào nhạc trẻ, hippie, agogo, là những cái phong trào vừa là nhạc trẻ và vừa là một cái phong trào phản chiến. Cho nên cái tình hình của thập niên 60 là cái nhờ, nhưng mà cũng nhờ cái đó thì cái sáng tác của miền Nam nó rực rỡ. Cái sáng tác của miền Nam nó đẩy mạnh rất là rực rỡ, bởi vì những người nhạc sĩ bình thường họ e ngại cái phong trào nhạc trẻ nó sẽ phá đi cái văn hóa đẹp của miền Nam. Do đó họ nỗ lực sáng tác những ca khúc rất hay để mà kềm chế lại. Và cuối cùng thì quý vị, nhờ cái sự cạnh tranh đó mà ngày hôm nay quý vị đã có một cái kho tàng khổng lồ về âm nhạc mà không có một thời đại nào có thể làm được. Thì quý vị phải chịu nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Số thẩm phán tối cao pháp viện hiện đại có thay đổi gì với Tổng thống Trump không anh Phong? Câu hỏi rất là dài. Từ xưa tới nay, cả trăm năm nay, tối cao pháp viện vẫn 9 người thôi. Đâu phải chỉ có dưới thời của ông Trump. Từ cả hơn cả trăm năm nay, tối cao pháp viện vẫn là 9 người thôi. 9 quan tòa thôi nha. Rồi tiếp tục. Wow. Lấy phở trộn với cà ri ăn được không? Bà này già lắm rồi. Cảm thấy nghệ sĩ nhân dân mà phải làm cái gì khác mới hay. No. Tôi biết có những nỗ lực. Tôi không trách bà Bạch Tuyết đi kiss ass cái chế độ cai trị. Tức là nịnh bợ cái chế độ cai trị. Cái đó là cái quan điểm về chính trị. Tôi chỉ nói về chuyên môn thôi. Thì bà cũng giống như những nghệ sĩ lớn tuổi khác. Tức là cũng quan tâm cái bộ môn của mình. Nó đang bị thoái trào. Bà nỗ lực, bà đi cứu. Nhưng mà cái cách của bà là tầm bậy tầm bạ. Cái cách của bà là tầm bậy tầm bạ hết. Nó không có phù hợp với cái văn hóa mộc mạc của miền Nam. Tôi nói là cái văn hóa mộc mạc của miền Nam. Bởi vì bộ môn cải lương nó lên từ cái văn hóa mộc mạc và cái điệu buồn của miền Nam. Do đó không thể phối hợp một cách tôi gọi là chữ thô bỉ như vậy. Do đó tôi đã kích chuyện này. Muốn cải tổ, muốn cho cải lương và có một cái chỗ đứng tốt thì nó đòi hỏi nhiều nỗ lực. Thứ nhất là cái phần đào tạo. Đào tạo nó phải đồng đều. Từ cái khâu mà viết tuồng cho tới cái khâu diễn sân khấu. Rồi phải phân ra. Ở ngày xưa theo tôi biết, ngành sân khấu họ có phân ra rất rõ ràng. Tức là nó gồm có 4 phần. Thứ nhất là thanh, tức là giọng hát. Thứ hai là sắc, tức là cái ngoại hình. Thứ ba là diễn, tức là cái cách diễn xuất của mình. Thứ tư là vũ đạo, tức là cái cách mà di chuyển trên sân khấu và những cái động tác trên sân khấu để diễn đạt cái vai trò. Thì quý vị, ngày xưa nó chia rất rất là rõ ràng cho bộ môn sân khấu là thanh, sắc, diễn, vũ đạo. Nhưng bây giờ nó trộn tùm lum hết rồi. Ngay cả những một đứa mà gọi là tốt nghiệp trường nghệ thuật ra cũng chả biết phân biệt cái nào là cái nào hết. Tức là cái hệ thống giáo dục đào tạo nó đã vứt đi rồi. Do đó quý vị, muốn cứu bộ môn cải lương, nó đòi hỏi phải có đầy đủ tất cả những cái cần thiết đó nha. Rồi tiếp tục. Ok. Cho em hỏi có phải ông Cao Văn Lầu là người sáng tác ra Sáu Cầu Vồng Cổ? No. Ông Cao Văn Lầu là người sáng tác cái bản gọi là Dạ Cổ Hoài Lan, khởi điểm cho cái ngành ca đờ, cái ngành ca đờ tài tử nó chưa được định hình. Lúc đó chỉ có đờn thôi, không có hát. Những cái thể điệu đó là đờn thôi.
cho tới khi ông Cao Văn Lầu viết cái bản Dạ Cổ Hoài Lang. Dạ Cổ Hoài Lang tức là đêm nghe tiếng trống mà chờ chồng. Thì quý vị, từ đó bắt đầu cái ca đờn tài tử nó chính thức có. Ngày xưa nó chỉ là những cái tiếng đờn thôi, nó không có giọng hát. Rồi tới phiên ông Cao Văn Lầu là người viết ra cái lời hát đó. Rồi dần dần cho tới năm 1917 thì lúc đó ông Năm Tú mới đem cái kỹ thuật của ca đờn tài tử lên để mà lập một cái gánh hát và hát diễn tuồng, tức là gọi là cải lương diễn tuồng. Thì lúc đó cải lương ra đời, thì tức là nó cái câu cải lương là gì, cải cách cái gì tôi quên mất tiêu rồi, lương truyền tuồng tích sánh văn minh đó, ok, là cái câu đó là cái câu thơ, tức là cải cách gì theo tiến bộ đó, rồi lương truyền tuồng tích sánh văn minh, tức là hai cái câu đó là cái chữ cải lương ghép lại. Thì quý vị, thì bắt đầu từ năm 1917, tại sao người ta nói cải lương 100 năm là tính từ cái dấu mốc cải lương diễn tuồng năm 1917. Là ông Năm Tú là cái người, ông thầy Năm Tú là cái người mà đã đưa cái ngành ca đờn tài tử và biến thành cái bộ môn trình diễn sân khấu bằng tuồng tích lịch sử. Thì quý vị, nó bắt đầu từ đó ra. Thì bên người ta mới phân từ ca đờn tài tử, cải lương diễn tuồng, cải lương hồ quảng. Hay trước đó chúng ta có cả trăm năm chúng ta có bộ môn hát bộ. Cả mấy trăm năm rồi. Thì nó có những cái, nó có phân biệt rõ ràng. Chứ nó không có lộn xộn như bây giờ nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Quốc hội đảng Cộng Hòa nên ra luật kiểm soát mạng xã hội và báo chí không anh, để chống cái thiên tả hành vi tung tin giả. Thật sự tung tin giả đều cả hai phía. Kể cả phía bảo thủ cũng có những kẻ tung tin giả. Kể cả phía cánh tả cũng có những kẻ tung tin giả. Có điều là đảng Cộng Hòa nắm lại quyền đa số, họ sẽ giám sát những công ty truyền thông xã hội là để bảo đảm những công ty này phải tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của người dân. Cái đó là cái quy tắc của đảng Cộng Hòa. Còn đảng Dân Chủ nó chuyên chế. Nó muốn sử dụng cái lý do disinformation, misinformation để nó ngăn chặn quan điểm của người khác. Và nó cấu kết với mạng xã hội. Đó là hai cái chuyện khác nhau nha. Nói về vọng cổ và cải lương theo danh ca Minh Cảnh đã nhất rồi anh. Thứ nhất em đã dùng sai chữ. Nghệ sĩ Minh Cảnh chứ không có danh ca. Cái chữ danh ca thông thường người ta dành cho ngành tân nhạc. Còn ngành cổ nhạc người ta gọi là nghệ sĩ. Và chữ danh ca này theo tôi biết và theo nhận định của nhiều tiền bối trong nghề, Việt Nam duy nhất chỉ có một danh ca, đó là Thái Thanh. Chưa có một ca sĩ nào tân nhạc tự nhận mình là danh ca. Mặc dù khán giả có phong những danh hiệu đó, nhưng họ biết, bản thân họ biết, người duy nhất xứng đáng được cái chữ danh ca là cô Thái Thanh. Ok, còn trong ngành cổ nhạc không có dùng chữ danh ca. Ngành cổ nhạc họ gọi một cái chữ rất đơn giản là nghệ sĩ tiền bối hay là nghệ sĩ mới vào nghề. Chứ không có gọi dùng chữ danh ca nha. Rồi tiếp tục. John MQ9 mà Mỹ hỗ trợ Đài Loan từng tiêu diệt thành công Somalia, Somalia của Iran, Trung Cộng sẽ khiếp sợ. Chưa biết được thì Hoa Kỳ chính thức đã đồng ý là sẽ cung cấp cái John này cho Đài Loan. Nó có hai nhiệm vụ, giám sát mặt biển và có khả năng tấn công. Thì điều này có tính chất răn đe kềm chế rất cao nha. Rồi tiếp tục. Những bản cải lương xưa có sáng tác nguồn gốc Sài Gòn mới tuyệt vời, còn bây giờ chắc không ai sáng tác nữa. Nhớ tới lời văn nhà, giọng ca đồ thoại như là thổi xưa thì đáng tiếc quá anh Phong ơi. Thật sự cái dòng nhạc nó bắt nguồn từ ca đờn tài tử, tức là những cái bản đó nằm trong cái cổ nhạc của miền Nam, sang sừ gà liếu cái lưu cống đó. Thì quý vị, nó giống như ngũ cung, nó gọi là ngũ cung. Thì ở bên đây chúng ta nhạc, tân nhạc chúng ta có 7 nốt. Thì bên cổ nhạc có ngũ cung. Thì nó khác nhau. Nhưng mà cái đó là cái gốc của miền Nam. Cái gốc của miền Nam thì bây giờ nó bị gần như là tất cả những bộ môn này đều chết đứng hết rồi. Tôi biết là có một số nỗ lực ở trong Việt Nam của những nghệ sĩ em út của Phường Mai. Ví dụ như ở trong đó, những người có nỗ lực đang cố gắng gây dựng lại bộ môn từ Chí Linh, Vân Hà cho tới một số những nghệ sĩ khác, họ đang cố gắng làm lại. Nhưng mà nỗ lực của họ là gần như là tôi rất là thương họ.
Tại vì họ cố gắng, nhiều khi tổ chức lỗ lã lắm, nhưng họ vẫn tổ chức bởi vì cái nghề. Thì vừa rồi họ có diễn một số tuần tích, thì tôi cho rằng là tương đối có một cái dấu hiệu tốt. Có điều là trong cái giai đoạn này thì cái bộ môn của họ gần như là chết đứng, là cải lương hậu quản. Cải lương hậu quản bây giờ không thể diễn được nữa. Lý do là bởi vì đa số cải lương hậu quản là họ diễn trên những cái lịch sử của Trung Hoa. Đa số, kể cả trước 70 năm cũng vậy, họ diễn trên cái lịch sử của Trung Hoa. Mà trong khi đó bây giờ người dân ở miền ở Việt Nam do cái ác cảm với Cộng sản Trung Quốc, họ có ác cảm luôn với cái dòng văn hóa lịch sử của Trung Hoa. Chính vì vậy mà cứ ai diễn tuồng tích của Trung Hoa là họ đã kích. Là họ đã kích rất mạnh. Cho nên là bây giờ gần như cái bộ môn cải lương hồ quảng chết đứng rồi. Còn cái bộ môn cải lương thuần túy, tức là cải lương diễn tuồng đó, thì quý vị cho tôi biết có tuồng nào mới đâu. Cũng lặp đi lặp lại những cái tuồng cũ ngày xưa. Bây giờ những cái tuồng mà mang tính chất xã hội không còn diễn nữa. Ví dụ như là Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu, Nửa Đời Hương Phấn, hay là Giữa Hai Màu Áo gì đó, họ không diễn nữa. Bây giờ họ cũng lặp đi lặp lại, lâu lâu làm lại cái tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi lại là Tiếng Trống Mê Linh, rồi cứ những cái tuồng này lặp đi lặp lại thôi. Chính vì vậy mà cải lương diễn tuồng, đáng lý cải lương diễn tuồng có nhiều kịch bản hay, có nhiều cái tuồng tích hay. Ngày xưa nói về bà Bùi Thị Xuân, nói về cái cuộc chống nhà Thanh của Quang Trung Nguyễn Huệ, rồi nói về cái giai đoạn của triều đại nhà Trần, triều đại nhà Lý. Có rất nhiều những cái tuồng tích và của lịch sử. Nhưng bây giờ quý vị cứ mở ra tới cải lương cái là cứ đem Tiếng Trống Mê Linh lên, rồi lại mang lên cái Thái Hậu Dương Vân Nga. Còn mấy cái tuồng xã hội bây giờ gần như biến mất luôn. Mấy cái tuồng xã hội mà từng một thời là đi vào trái tim của hàng triệu người miền Nam, bây giờ biến mất luôn. Những tuồng của Hà Triều Hoa Phượng, những tuồng cảm hứng từ cái tác phẩm của Hồ Biểu Chánh được dựng thành cải lương, thì bây giờ biến mất hết. Đó là cái mà tôi nói là cái đáng tiếc. Bởi vậy cái năm ngoái tôi làm cái phim Cạn Dầu là như vậy. Là tôi muốn báo động cho mọi người biết cái bộ môn nó đang bị thoái trào. Chúng ta cần nỗ lực của nhiều người, không phải chỉ là giới nghệ sĩ. Giới nghệ sĩ có trách nhiệm là phải sáng tạo, phải chấn chỉnh bộ môn. Nhưng nó cũng đòi hỏi cái sự hỗ trợ từ phía khán giả nữa. Có thể quý vị sẽ không có hứng thú với cải lương, nhưng ít nhất quý vị dẫn con em tới cho biết đây là bộ môn dân tộc. Nhiều khi tổ chức một cái buổi cải lương có được bao nhiêu người đi? Tôi thì quý vị, cách đây năm 2016 đó, khi mà tôi đứng ra tổ chức cái chương trình mà gọi là Kim Cổ Soi Gương, thì lúc đó tôi có diễn 6 cái trích đoạn cải lương đó quý vị. Quý vị có tưởng tượng tôi mời một ông bác sĩ già bạn của tôi ở trên San Francisco xuống xem á. Ông nói một câu mà tôi nghe tôi muốn chết luôn. Ông nói, tôi nói thật với cậu nha, hơn nửa thế kỷ rồi tôi chưa hề đi coi cải lương. Và vì vậy mà tôi ráng tôi kéo ông xuống. Tôi mời ông xuống để coi. Ông xuống ông nói với tôi như thế nào. Ông nói, tôi nói với cậu nha, tôi ngồi nửa tiếng thôi, học trò tôi ở dưới đây á, nó mời tôi đi ăn rồi. Thì mình nghe như vậy, thôi họ cũng xuống được nửa tiếng cũng ok rồi. Nhưng mà kết quả quý vị, ổng tắt phone luôn. Học trò gọi ổng không bắt phone, ổng ngồi từ đầu cho tới cuối chương trình luôn. Cho tới lúc mà chúng tôi giảng chương trình luôn. Ổng nói, nửa thế kỷ rồi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được tôi có thể coi lại coi cải lương mà nó làm cho cái cảm giác yêu nước của tôi nó lên tới như thế này. Là bởi vì lúc đó tôi diễn cái Phượng Mai, diễn cái Lý Thường Kiệt. Thì quý vị, một người mà nửa thế kỷ không đi coi cải lương, thì quý vị thấy là cái bộ môn này. Do đó tôi nói, nó không những đòi hỏi cái nỗ lực của nghệ sĩ, mà nó còn đòi hỏi cái nỗ lực của các khán giả nữa, của những người muốn gìn giữ văn hóa nữa. Do đó tôi nói với quý vị, rất là khó khăn nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Tòa án Hồng Kông cho phép dân hát quốc ca Dân Chủ Hồng Kông, nghĩa là Tập Cận Bình Một Quyền Lực, phải không anh? Chưa biết được, cái này là do phía tòa án. Tại vì cái bản Glory to Hong Kong đó là một bản nhạc, nó không phải là bản quốc ca. Mặc dù những người biểu tình năm 2019 xem đó là bản quốc ca của Hồng Kông, nhưng mà Trung Quốc thì nó muốn chặn. Thì bây giờ quý vị, bản đó đâu thể nào cấm được, nó là cái sáng tác của người ta mà.
Vấn đề ở chỗ là Cộng sản Trung Quốc áp lực rất nhiều, nó bắt phải dùng cái bản quốc ca của Cộng sản Trung Quốc. Trong khi dân Hồng Kông họ muốn có cái bản sắc riêng của họ, họ có một cái bản nhạc riêng của họ, họ muốn bản đó mới là quốc ca của Hồng Kông. Thì bây giờ nó còn đang trong vòng tranh cãi mà nha. Rồi tiếp tục, mong sao Quốc hội Hoa Kỳ điều tra cùng gia đình Bảy Đờn để cho người dân Hoa Kỳ thế giới thấy rõ bộ mặt của tham nhũng của ta. Thì tôi nói quý vị, nó hai mặt của vấn đề. Quý vị đang đặt vấn đề về mặt của dư luận hay về mặt của pháp lý? Về mặt dư luận thì tôi cho rằng chúng ta đã thành công. Tất cả những cái thối tha nhất trong gia đình của Joe Biden đã được phanh phui. Còn về mặt pháp lý, chúng ta có đủ những cái bằng chứng để truy tố và để khởi tố hay không thì nó còn đang trong cái vòng điều tra, chúng ta chưa nói được. Nhưng ít nhất câu chuyện từ lúc Joe Biden làm phó tổng thống cho tới bây giờ ông ta làm tổng thống, gia đình của ông ta có những cái thối tha gì cả nước Mỹ nhìn thấy rồi. Và mọi người tự đánh giá lấy nha. Rồi tiếp tục. Wow. À. Hát bộ miền Trung anh ơi, giờ ông đợi ca miền Nam. No, hát bộ không phải từ miền Trung. Chính ra hát bộ đúng, nó có sự phối hợp nhưng mà không phải của miền Trung. Nó có từ đời nhà Lý. Mà lúc đó quý vị, nó bắt đầu từ đời nhà Lý nhưng mà nó chưa có phổ thông. Nó chỉ đơn giản là trong cái cung đình mà thôi. Và cho tới đời nhà Trần, sau 3 lần chúng ta đánh bại nhà Trần đó, thì quý vị lúc đó trong cái đám tướng sĩ của Mông Cổ, mình bắt được một người mà người đó lại là một nghệ nhân. Thì lúc đó ông ta đã đem cái một số những cái điệu múa của Champa và một số những cái động tác của Trung Hoa, và ông ta phối hợp với lại cái văn hóa của Thăng Long để ông ta đưa ra cái bộ môn này, và nó trở thành một cái bộ môn đặc biệt, và từ đó nó truyền bá ra dân gian. Chính ra nó có từ đời nhà Lý nha, cái bộ môn hát bộ đó, và nó đã trải qua mấy trăm năm rồi. Ok, rồi tiếp tục. Anh Phong cho biết thời gian địa điểm anh Nguyễn Nguyễn và cô Dương tổ chức được phát học bổng 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay cho tới 12 giờ trưa tại Sài Gòn Grand Center. Tức là ngày hôm nay là họ sẽ tổ chức, tức là Kimmy Dương và Foundation và Quy Nguyễn đồng tổ chức cái buổi trao học bổng là 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay kéo dài cho tới 12 giờ trưa. Thì đây là cái học bổng trị giá trên 100.000 Mỹ Kim trao cho con em trong cộng đồng người Việt. Thì quý vị muốn tham dự thì ghé thẳng qua rạp Sài Gòn Grand Center nằm ngay đường Edinger với lại đường Brookhurst á, là cái rạp Sài Gòn Performance Art cũ đó, để mà tham dự nha. Rồi tiếp tục. Sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc hiện đi đến đối đầu quân sự ở châu Á Thái Bình Dương không anh? Yes. Tôi nói trước sau gì nó là một cuộc chiến thật sự. Thời của cả khối cộng sản và khối tự do thì còn kềm chế lẫn nhau được và không dẫn tới một cuộc xung đột lớn. Nhưng lần này sự đối đầu của Cộng sản Trung Quốc và Hoa Kỳ trong cái khuynh hướng chuyển trục của Hoa Kỳ, trước sau gì đôi bên sẽ có một cái cuộc chiến nha. Ông Bảy Đần lấp liếm được công giảm lạm phát nhưng ông ta chẳng làm được gì trong ba năm cầm quyền. Thật sự quý vị, lạm phát ông ta lấp liếm thôi. Lạm phát giảm là do Quỹ Dự trữ Liên bang tăng phân lời, chứ ông ta chả làm được cái gì cả. Bây giờ nói là giảm lạm phát nhưng phân lời kiểu này ai mua nổi nhà? Nói tôi nghe đi. So với thời ông Trump, phân lời rất thấp, lạm phát không cao. Thì quý vị, nhìn là chúng ta thấy rồi. Ok. Rồi, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Nếu như quan chức Việt Nam bị Mỹ trừng phạt về chế tài, họ có thể xài thẻ và giao dịch được bằng ngân hàng trong nước không anh Phong? Thứ nhất, phải nói là quan chức cộng sản. Cho tới giờ phút này chưa có. Nhưng nếu mà họ giao dịch trong nước thì mình đâu có làm gì được họ. Còn nếu như mà những cái ngân hàng đó ở nước ngoài thì khác. Ví dụ như Citibank, họ có mặt tại Việt Nam, thì họ sẽ không mở chương mục cho những quan chức này. Nhưng mà ngược lại, ngân hàng trong Việt Nam nó có quyền mở, no problem. Thì Citibank sẽ chặn lại thôi. Tại vì Citibank là ở bên ngoài vào. Thì cái luật cấm vận nó tùy theo cái định nghĩa của Bộ Tài chánh nữa. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Làm thế nào để biết mình ghi danh bầu cử đúng đảng của mình đang thích? Thứ nhất là khi quý vị ghi danh cái đơn gửi xuống thì quý vị phải điền đúng cái chữ, cái
cái ghi danh của quý vị. Trong đó thì nó chữ đề chữ là chữ D tức là Democrat, chữ R tức là Republican hay là Independent, thì tùy theo quý vị điền ở trong đó thì quý vị sẽ bỏ phiếu theo cái đảng của mình. Nhưng mà thông thường bầu cử địa phương thì nó không cần đảng phái, chỉ có bầu cử cấp tiểu bang liên bang đó thì nó mới cần tới cái ghi danh đảng phái thôi nha. Rồi tiếp tục, họ Ly của Hàn Quốc có xuất phát từ người Việt, em thấy nhiều thương gia hàng đa số họ Ly, đây có phải là ví dụ cho lá rụng về cội không? Thật sự quý vị, đó là do cái đời triều đại nhà Lý, cái triều đại nhà Lý của mình, và dần dần thì cái chữ Lý là LY đó, ở Việt Nam mình viết là LY nhưng bên Hàn Quốc họ viết là LEE, cũng là họ Lý luôn. Thì thật sự là ngay cả tại Đại Hàn bây giờ họ vẫn có một cái bức tượng lớn để tôn thờ cái vị hoàng tử của nhà Lý đó, là họ gọi đó là đại tướng quân gì đó. Thì thật sự là nhờ cái công trạng ông đem cái việc mà cấy trồng lúa để mà truyền bá qua bên Cao Ly, lúc đó là người mình gọi là xứ Cao Ly, bây giờ mình gọi là Nam Hàn hay là Đại Hàn, nhưng ngày xưa tên của họ là xứ Cao Ly. Thì từ đó thì họ coi đó là một cái vị một cái vị đại tướng quân, họ gọi là đại tướng quân đó nha. Rồi tiếp tục, ok, nhóm nhạc phát liên đến Việt Nam, giới trẻ bám từ đầu tới cuối cho thấy chủ nghĩa bài đàn ở Việt Nam rất mạnh. Thật sự quý vị, nhóm nhạc Blackpink này họ đi tới quốc gia nào họ cũng có cái lượng fan khổng lồ. Trước khi tới Việt Nam họ đã trình diễn ở Nhật, ở Đài Loan và ở Thái Lan, và tôi nhớ không lầm thì họ trình diễn ở Đài Loan, và hôm đó họ có tới gần 20.000 người. Gần 20.000 người đi xem cái nhóm Blackpink trình diễn ở tại Đài Loan. Họ có nhiều fan lắm. Và quý vị ngồi coi những cái video YouTube của họ ở trên YouTube đó. Cái clip nào lên cũng cả tỷ view hết. Cả tỷ view chứ không phải là do nên cái tầm ảnh hưởng của họ lớn. Tôi không nghĩ là cái Blackpink nó sẽ mang cái biểu tượng gọi là chủ nghĩa bài đàn. Nhưng ở trong Việt Nam thì chủ nghĩa bài đàn đúng. Ở trong Việt Nam cái chủ nghĩa bài đàn là đúng. Là bởi vì đó là cái định hướng của cái chế độ cai trị. Nó muốn dẫn dắt cái đám đông đi theo hướng của nó muốn. Khi mà nó phải đối diện với những thách thức thì nó sử dụng cái bài đàn này để nó đánh lạc hướng người khác. Thì chuyện này là chuyện mà chúng ta thấy được ở trong cái xã hội Việt Nam trong những năm qua, từ cái khai trương của McDonald's cho tới Starbucks, cho tới những cái tiệm mà khai trương trong Việt Nam đó quý vị, nó kéo một cái đám đông tới đông khủng khiếp luôn, hai ngày sau biến mất hết. Đây là tôi gọi là chủ nghĩa bài đàn là như vậy đó nha. Rồi, ok. Tại sao người nam ở Mỹ phải tuân theo người vợ quyết định mới dám sử dụng tiền, theo anh Phong nói đó nha. Thật sự quý vị, nó là luật bất thành văn. Ở bên đây đàn ông chỉ có đi kiếm tiền, nhưng mà quyền quyết định xài tiền là người vợ. Thì quý vị, đó là luật bất thành văn ở nước Mỹ này. Tại vì ở nước Mỹ này, cái thân phận của người phụ nữ rất quan trọng. Cái thân phận của người phụ nữ rất được tôn trọng. Do đó thì thông thường đó, cái này là cái chuyện hài hước thôi. Người ta nói rằng là ok, bây giờ tôi với bà là vợ chồng thì mình có phân rõ chuyện lớn tôi quyết định, chuyện nhỏ bà quyết định. Thì cái đó là cái câu chuyện. Và cuối cùng trong cuộc đời ông nói suốt cuộc đời của tao chưa có chuyện lớn nào hết, toàn là chuyện nhỏ không, do đó bà quyết định hết. Thì quý vị, đó là cái câu nói hài hước, một cái câu chuyện hài hước. Nhưng thật sự ở xứ Mỹ này á, người đàn ông đó, lý do nó là luật bất thành văn là bởi vì người đàn ông đó thì họ không có quản trị cái tài chính tốt bằng người phụ nữ. Người phụ nữ có những cái lo xa cho nên họ quản trị tài chính tốt hơn. Cho nên đàn ông chỉ có biết đi kiếm tiền thôi, còn quản trị tiền bạc phải do bà vợ. Chính bản thân của tôi nhiều khi quý vị hứng lên đó, quý vị có biết là tôi là cái người mê máy móc nhất. Nhiều khi hứng lên một cái máy mấy ngàn đô la tôi bấm một cái tôi trả tiền tôi mua luôn, mà tôi không suy nghĩ gì hết. Thì quý vị, chính vì cái cách xài tiền đó, nó cần cái người phụ nữ giới hạn mình lại. Do đó, tôi nói với quý vị là ở bên Mỹ này, nó là luật bất thành văn. Là mình có quyền đi kiếm tiền, nhưng mà quyền xài tiền và xài kiểu nào, vợ quyết định. Nó là cái thực tế là như vậy nha. Rồi, tiếp tục. Thực ra chỉ có 600 gia tộc họ Lý ở Nam Hàn, 1.500 gia tộc ở Bắc Hàn,
được xác nhận là nguồn gốc từ Việt thôi, họ Lý, Ly gia giống gia tộc khác, có đại hàng từ lâu rồi. Thì tôi thật sự tôi không có nghiên cứu về cái này, cho nên tôi không có nắm rõ về thông tin. Tuy nhiên thì ở đại hàng tôi biết hai cái họ nhiều nhất là họ Kim. Họ Kim nhiều nhất rồi sau đó là họ Lý. Thì tôi theo tôi biết được là như vậy, đa số là mà họ Kim nhiều. Thì còn còn lại thì quý vị nghiên cứu kỹ hơn về cái văn hóa của người Cao Ly cũ, tức là người đại hàng bây giờ, quý vị nắm rõ hơn tôi nha. Rồi, happy life, happy wife. Thì thật sự quý vị, ở bên Mỹ nó là như vậy. Ở bên Mỹ thì quý vị đã thấy rồi đó, là đàn ông thì lao ra rừng kiếm tiền dữ lắm. Nhiều khi làm 2-3 job luôn. Nhưng mà về nhà hút điếu thuốc là vợ ngó đó. Mua một gói thuốc là vợ ngó đó. Là bởi vì cái ở bên Mỹ này cái người phụ nữ họ lo xa, cho nên là họ quản trị tài chính tốt hơn. Chính vì vậy mà thông thường đó là giao cho phụ nữ quản lý, mình chỉ có đi kiếm tiền thôi, còn quản lý tiền như thế nào ra sao là do bà vợ nha. Rồi tiếp tục, người Việt có trộn lẫn người Mã Lai và người Hoa không? Thật sự nếu mà xét về cái yếu tố của người Việt thì mình phải chia làm hai phần. Phần thứ nhất là trước khi khai phá miền Nam, phần thứ hai là sau khi khai phá miền Nam. Nếu mà trước khi khai phá miền Nam, đa số người Việt là giống Bách Việt từ ở cái phía nam sông Dương Tử. Đó là nguồn gốc của người Việt. Nhưng sau khi khai phá miền Nam, thì lúc đó chúng ta có sự trộn lẫn các cái văn hóa Indo, tức là văn hóa của người Nam Dương, người Mã Lai, và cái văn hóa của người Champa, rồi cái văn hóa của người Chân Lạp. Thì nó ra một cái màu khác. Thì mình gọi sau này người Pháp người ta gọi là người Indochine. Người ta gọi mình là người Indochine, tức là người Đông Dương đó. Thì quý vị là họ muốn nói về cái giống dân tổng hợp ở khu vực ở Đàng Trong. Nhưng mà trước khi mà chúa Nguyễn bắt đầu khai phá ở Đàng Trong đó, thì người Việt chúng ta là thuộc giống Bách Việt từ phía nam dòng sông Dương Tử trở xuống. Nha, ok. Rồi, bên Mỹ không cho sử dụng tiền mặt nhiều, một ngày chuyển khoản Internet Banking là số tiền giới hạn tầm 2.000 USD đúng không chủ phòng? Thật sự quý vị, bên Mỹ đâu có cấm gì việc quý vị xài tiền mặt đâu. Không có. Có điều là vì vấn đề mức độ an toàn và tránh tình trạng mà bị đánh cắp về thông tin và bị đánh cắp tiền bạc từ cái ngân hàng của mình. Cho nên các cái công ty về ngân hàng họ cho mình lấy tiền mặt tối đa, nếu mà rút từ thẻ ra. Thì có nơi nó cho 1.000 đô la, có nơi nó cho hơn chút, có nơi nó cho thấp hơn, tùy theo ngân hàng. Còn quý vị vào trong ngân hàng, quý vị rút tiền mặt ra thì rút bao nhiêu cũng được hết. Thậm chí đóng trừ một lại, kêu ngân hàng đưa tiền mặt cho mình hết cũng được nữa. Ok, nhưng khi quý vị dùng bằng thẻ, tức là ATM á, thì nó có giới hạn. Là bởi vì cái mức là cái an toàn, nhà ngân hàng họ có muốn có cái an toàn đó nha. Rồi tiếp tục, wow. Ok, thời hoàng tử Lý Long Tường, tiếng Hàn là Lý Yong San, qua Cao Ly, ok, thời vua Cao Tông, ok. Cảm ơn rất nhiều, người này có vẻ là liên nghiên cứu rất kỹ về cái văn hóa lịch sử của Đại Hàn. Thì tôi đã nói quý vị, chúng ta chỉ nắm sơ về cái lịch sử của Đại Hàn thôi. Thì thời điểm đó thì có rất nhiều những cái chi tiết liên quan tới xứ Cao Ly. Nhưng mà có điều là quý vị nghiên cứu sâu hơn thì quý vị hiểu hơn nha. Người hùng thật sự của Việt Nam là ai? Có người nói là Hai Bà Trưng, có người nói là Vua Quang Trung. Hai cái bối cảnh khác nhau. Bối cảnh của Hai Bà Trưng tôi cho rằng hay hơn, là bởi vì lúc đó chúng ta đã bị đô hộ 1.000 năm. Lúc đó chúng ta đã bị đô hộ rất nhiều, chứ phải 1.000 năm. Là suốt mấy trăm năm trời. Thì Hai Bà Trưng là người có công định lại cái lãnh thổ Việt Nam khi mà hai bà khởi nghĩa. Ít nhất hai bà làm vua được 3 năm. Còn Quang Trung Đại Đế thì ông có công là trong cái lúc mà có một cái sự gọi là xáo trộn ở trong nội bộ Việt Nam từ triều đại cuối triều đại nhà Lê, thì ông là người có công củng cố lại và đánh đuổi được 20 vạn quân Thanh. Thì tôi cho rằng là không thể so sánh công trạng của hai người ở hai bối cảnh khác nhau. Bối cảnh của Hai Bà Trưng là từ lúc chúng ta bị đô hộ, sau khi mà Triệu Đà xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ của người Việt chúng ta, thì chúng ta bị đô hộ nhiều năm, cho tới khi
mà có cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Cho tới khi có cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thì quý vị thấy rõ ràng là năm năm 43, tức là tính theo cái lịch công nguyên là năm 43. Rồi cho tới khi mà Ngô Quyền chính thức giành lại chủ quyền dân tộc thì gần 1.000 năm sau. Nha. Rồi tiếp tục họ Pak, họ Phát thực ra mới là họ phổ biến thứ nhì ở Đại Hàn sau họ Kim. Có thể họ Pak. Họ Pak thì tôi không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng mà tôi thấy rất nhiều và họ Pak thì tôi thấy những cái họ này rất là quen thuộc, bởi vì tôi có nhiều người bạn Đại Hàn đa số là họ Kim không nha. Cũng giống như người miền Nam mà đa số họ Nguyễn vậy đó. Rồi cho con hỏi Lý Thường Kiệt có phải là bị quan thái giám lên làm không đúng. Xuất thân của Lý Thường Kiệt là quan thái giám, hoạn quan, ngày xưa gọi là hoạn quan. Và rồi thì số mạng đẩy Lý Thường Kiệt trở thành một vị đại soái thống lĩnh tất cả lực lượng binh sĩ và tam quân của triều đại nhà Lý. Xuất thân của Lý Thường Kiệt, và Lý Thường Kiệt thật sự cái họ Lý là do vua ban thôi. Lý Thường Kiệt tên thật là người khác và họ khác, họ Ngô. Nhưng mà họ Lý là vua ban. Thì Lý Thường Kiệt chính ra là xuất thân là hoạn quan. Thì trong triều đại, trong các cái triều đại lịch sử Việt Nam có hai người xuất thân là hoạn quan nhưng trở thành những bậc đại soái, trong đó đầu tiên là Lý Thường Kiệt và người thứ hai là Tả Quân Lê Văn Duyệt, là hai người đó xuất thân là hoạn quan nha. Triệu Đà ổng thành lập Nam Việt Vương thì lúc đó quý vị, lúc mà Triệu Đà chiếm được khu vực của lãnh thổ của Đại Việt chúng ta đó, thì lúc đó là nó nằm trong cái triều đại cuối của triều đại nhà Tần, và lúc đó đang có cuộc giao tranh giữa Hán Lưu Bang và Sở Hạng Võ. Thì lúc đó chính Sở Hạng Võ đã viết thư cho Triệu Đà và yêu cầu giúp đỡ để mà đánh Hán Lưu Bang, nhưng mà cuối cùng thì Triệu Đà giữ nguyên cái phần lãnh thổ này và không can dự vào cái cuộc Hán Sở tranh hùng đó. Cho tới khi Lưu Bang đánh dẹp được Hạng Võ, thống nhất cái nước Trung Hoa thời điểm đó, thì là lấn luôn qua cái phần của Triệu Đà một khoảng thời gian dài. Nha. Ok. Đó là cái mà lịch sử của giữa Việt Nam mình với lại của Trung Quốc. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả trong chương trình kế tiếp. Và đừng quên ngày mai 2 giờ chiều, khi những quý vị nào đã ghi danh thì cứ tới thẳng trên rạp. Còn những quý vị nào mà chưa ghi danh cứ việc tới, thì chúng tôi còn dư chỗ thì quý vị vào. Và thứ ba nữa là những quý vị nào không về được thì quý vị có thể coi qua livestream trực tiếp lúc 2 giờ trưa giờ California, tức là 4 giờ chiều giờ của Houston, Texas. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!